Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Tokyo Camera Channel. Và thấm thoát thì chúng ta đã đồng hành được với nhau đến số thứ 3 rồi đúng không? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chuyên sâu hơn một tí nữa về những thông số cơ bản trong nhiếp ảnh, hay còn gọi là tam giác ánh sáng của một chiếc máy ảnh. Đó chính là khẩu, tốc và ISO. Ok, chúng ta cùng bắt đầu ngay thôi nào. Và thông số đầu tiên mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó chính là khẩu độ. Đây là thông số mà tôi xem là có phần quan trọng nhỉnh hơn so với hai thông số còn lại. Còn vì sao thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Khẩu độ hay còn gọi là độ mở của ống kính được ký hiệu là F. Khi F càng nhỏ thì độ mở của ống kính càng lớn, và tương đương với đó là lượng ánh sáng của chúng ta nhận vào cảm biến sẽ được nhiều hơn, và độ sâu trường ảnh của chúng ta sẽ cũng được tăng lên. Nhờ đó chủ thể của chúng ta sẽ được làm nổi bật hơn so với tất cả những thứ còn lại, và lúc đấy background cũng sẽ bị mờ đi. Và ngược lại, khi F càng lớn thì độ mở của ống kính của chúng ta cũng sẽ giảm đi, và lượng ánh sáng của chúng ta nhận vào cũng sẽ bị ít hơn so với lúc chúng ta mở khẩu độ. Nhưng bù lại, chúng ta sẽ nhận lại được giải lấy nét dài hơn, focus được vào nhiều chủ thể hơn. Thế nhưng chúng ta đang ở một khẩu độ mong muốn mà lượng ánh sáng của chúng ta nhận vào bức ảnh vẫn chưa đủ sáng, thì lúc đấy chúng ta sẽ lại nghĩ đến hai thông số còn lại, đó chính là ISO và tốc độ màn chập. Và thông số tiếp theo mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu đó chính là ISO. ISO hay còn gọi là độ nhạy sáng của cảm biến. Chúng ta sẽ hiểu nôm na lại là lúc chúng ta cần ánh sáng thì chúng ta sẽ tăng ISO lên. Và ISO cũng là một chuẩn mực để chúng ta có thể đánh giá được về độ xịn của một cảm biến máy ảnh, và đồng nghĩa với việc độ khử nhiễu của một chiếc máy ảnh đời cao nó sẽ tốt hơn so với những chiếc máy ảnh đời thấp hơn. Và thường ISO của chúng ta sẽ được tăng khi khẩu độ và tốc độ của chúng ta không đạt được kết quả mong muốn. Và nên nhớ, đừng nên lạm dụng ISO quá mức, bởi vì cho dù máy ảnh của bạn có xịn đến đâu thì ở những mức ISO cao, bức ảnh của bạn vẫn sẽ bị nhiễu mà thôi. Và thông số cuối cùng mà chúng ta sẽ được nhắc đến đó chính là tốc độ màn chập. Tôi nhắc đến thông số này cuối cùng không phải bởi vì nó kém quan trọng, bởi vì chúng ta phải hiểu là trong 3 thông số khẩu độ, tốc độ và ISO thì chúng đều có tầm quan trọng tương đương với nhau, và nếu thiếu một trong 3 cái thông số này thì bức ảnh của chúng ta sẽ không được hoàn hảo. Tốc độ sẽ được hiểu là sự mở ra và đóng lại của màn chập để thu nhận ánh sáng từ bên ngoài thông qua hệ thống ống kính. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ để chúng ta có thể hiểu hơn về tốc độ màn chập. Và thời gian mở ra và đóng lại của màn chập sẽ như thế này. Tương ứng với thời gian mở càng lâu thì ánh sáng sẽ được đi vào càng nhiều. Và vừa rồi chúng ta đã đi tìm hiểu về 3 thông số cơ bản ở trong nhiếp ảnh. Và 3 thông số này sẽ mang lại ánh sáng cho chúng ta theo 3 cách khác nhau. Và việc của chúng ta sẽ là làm thế nào để có thể cân bằng được 3 cái thông số này để chúng ta có một bức ảnh hài hòa và hoàn chỉnh về ánh sáng. Còn làm cách nào để chúng ta có thể vận dụng 3 thông số cơ bản này vào thực tế thì chúng ta hãy đón chờ những video sau nhé. Còn bây giờ, nhiếp ảnh cơ bản số thứ 3 đến đây là hết rồi. Và đừng quên like và subscribe cho Tokyo Camera để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.